Chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Phương Cún. Đây, hôm nay thì vẫn là video về các bạn chó Chihuahua nhé. Thì hôm nay em sẽ phân loại về các cái loại chó Chihuahua hiện đang có tại Việt Nam nhé. Thì Chihuahua thường được chia thành hai loại, đó chính là lông ngắn và lông dài. Như trong video đây mọi người có thể thấy này là các bé lông ngắn nhé. Các bạn lông ngắn thì mọi người có thể dễ dàng hình dung là bộ lông của các bạn ý rất là giống với lông của chó Cốc Hươu. Phốc Hươu là chó rất là quen thuộc với mọi người rồi, thì chó Chihuahua nó cũng khá là giống Phốc Hươu với cái bộ lông ngắn như thế. Và ngoài ra thì sẽ có các bạn là Chihuahua lông dài, tức là lông các bạn sẽ xù và bông hơn như bạn lông ngắn nhé. Nhưng bạn lông ngắn thì lông sẽ rất là sát và bóng. Đây, bạn này cũng là lông ngắn màu trắng này mọi người này. Đó. Hai bạn bên trên vừa nãy thì là lông ngắn màu kem. Đây là một bạn cún Chihuahua đang chửa nhé mọi người nhé. Đấy, đang chửa, bạn ấy sắp đến ngày đẻ rồi. Đó. Thì dù là lông ngắn hay lông dài thì các bạn Chihuahua vẫn rất là xinh và đáng yêu nhé. Nó cũng không làm thay đổi cái vẻ ngoài nhỏ nhắn đáng yêu của các bạn Chihuahua đâu. Bởi vì là cái bộ lông dù là lông dài thì lông các bạn chỉ dài hơn một tí thôi so với bộ lông ngắn thôi mọi người nhé. Thì Chihuahua nó thường có rất là nhiều màu lông khác nhau, nhưng mà phổ biến thì thường là các màu như là nâu hạt dẻ này, nâu nhạt này, xanh thép, màu bạc hoặc là vàng, hoặc là màu trắng kem. Nói chung là màu của Chihuahua thì nó thường rất là đa dạng. Mọi người thấy đây, nhà em có cả các bạn bò sữa này, các bạn là trắng tinh này, các bạn màu lilac. Lilac là cái màu nó hơi xanh một chút. Mọi người nhìn kỹ đi, mọi người sẽ thấy đây. Đây là một bé Chihuahua mới đẻ được mấy ngày thôi. Bạn ấy là một cái màu này là màu rất hiếm nha mọi người nhé, cực kỳ hiếm có luôn. Và giá thành cũng sẽ rất là cao hơn so với những cái màu bình thường. Đây, mẹ bạn cún mẹ đẻ được 4 bạn, nhưng mà hiện tại là đang để ở đây cho 3 bạn để bạn cún mẹ chăm sóc thôi, còn một bạn là phải tách riêng ra, thì bạn ấy yếu hơn một chút nên là sẽ phải tách riêng ra để chăm sóc riêng nhé mọi người nhé. Đó, thì các bạn Chihuahua này nổi bật với lại cái vẻ ngoại hình rất là nhỏ nhắn và đáng yêu, rất là phù hợp nuôi trong nhà, nuôi trong phố, nhà rất là đặc biệt là nhà trong phố ấy. Đấy, thì mọi người có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc gì về dòng cún Chihuahua này thì mọi người hãy để lại comment bên dưới phần bình luận nhé, để em có tư liệu làm video nhé mọi người nhé. Rồi, xin chào mọi người.